tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu nha. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp tục tô màu em. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tô màu con sâu. Tên mình sẽ dùng cam. Theo mình sẽ dùng màu xanh. Tiếp theo mình sẽ dùng màu tím. Tiếp theo mình sẽ dùng màu tím. Sau đó mình sẽ dùng màu đỏ. Tiếp đến là màu xanh. Xong.
Đấy, tô màu xong nhé bạn. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu nha. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp tục tô màu em. Xin chào tất cả các bạn nha. Kênh của mình hôm nay mình sẽ tô màu con sâu. Đầu tiên mình sẽ dùng kem. Tiếp theo mình sẽ dùng màu xanh. Tiếp theo mình sẽ dùng màu tím. Tiếp đến là màu xanh. Thank you.
Đấy, tô màu xong nhé các bạn.